Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình là tiếp tục làm clip cho mọi người đây. Thì mọi người có thể thấy đây là một cái chuồng quần thể và nhỏ anh em nhé. Chuồng quần thể này thì ngày hôm nay thì mình xin được trao đổi lại luôn. Có nghĩa là những cái cặp bồ câu nào mà nó hay đánh nhau á, hay đánh nhau á, thì mình sẽ thả nó vào đây để cho nó một phần là ghép những cặp mới. Còn với lại là có những cặp mình sẽ cho nó đi tắm nắng các bạn, mình sẽ cho đi nó tắm và nó tắm nắng, sau đó mình bắt mình thả lại trong cái chuồng bồ câu nuôi nhốt kia. Và mọi người có thể thấy là những cái cặp mà nó đánh nhau thì nó sẽ bắt những cái cặp bạn tình mới. Thì các bạn có thể thấy là cả hai cặp này nó đang vờn nhau này, thì lát nữa sẽ có những cái cặp mà nó gù nhau á và nó yêu nhau á, thì mình sẽ bắt thả nó vào trong cái chuồng nuôi nhốt liền. Và cái này là ghép cặp này là chính xác 100% nha các bạn, không bao giờ sai được. Và sau khi mình có những cái cặp mà nó đánh nhau mình thả vào đây là mình ghép những cái cặp mới là chỉ có chính xác 100% thôi. Đây này các bạn, như hai cặp này các bạn có thể thấy này, nó đang gù nhau đấy, nó hôn nhau hay không mình không biết. Nó hôn nhau các bạn này, đấy cái này là chim bồ câu đang gù nhau. Lát nữa mình sẽ bắt cặp này mình thả vào trong những cái chuồng nuôi nhốt là chỉ có chính xác 100% đó các bạn nhé. Khoảng 2 tuần nay thì mình không có làm clip cho mọi người, tại vì mình đi tiêm vaccine COVID-19 ấy, mình cũng bị sốt khoảng mấy ngày ấy, mà mình cũng bị sút ký nữa, thì mình cũng hơi uể oải cho người nên mình không làm video cho anh em được. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại làm video cho mọi người. Và cũng hy vọng là sắp tới thì mình sẽ làm thường xuyên hơn để cho mọi người theo dõi, cũng như là có những cái kinh nghiệm gì thì mình sẽ trao đổi cho anh em luôn. Đúng là tiêm vaccine COVID-19 thì nó rất là mệt mọi người ạ. Không biết là mọi người có muốn mình review là đi tiêm vaccine COVID-19 nó như thế nào không? Mọi người không biết có tò mò không? Với lại là tiêm về là có những cái triệu chứng nào, sốt hoặc là nên ăn những đồ ăn gì á, nếu mà mọi người mình muốn mình làm cái video về đi tiêm vaccine COVID-19 thì mình sẽ làm cho mọi người. Tại vì hôm bữa đi quay đi tiêm thì mình cũng có quay lại một số những cái video ấy, thì mình sẽ hoàn toàn có thể làm một cái video để cho mọi người thấy được cái việc là tiêm vaccine nó như thế nào. Quay trở lại cái việc nuôi bồ câu thì mọi người có thể thấy là những cặp bồ câu này là khi mà nó bắt cặp với nhau thì mình sẽ bắt nó vào chuồng nuôi liền. Đây mọi người có thể thấy là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt ở trại mình rất là to này, khổng lồ luôn mọi người ạ. Chứ còn nuôi chim ta bây giờ là hầu như là không ai nuôi nữa mọi người ạ. Ở trại mình là coi như là không nuôi bồ câu ta, tại vì cái con của nó nhỏ cũng như là chất lượng thịt của nó thấp á, nên là ở nhà hàng của mình cũng như là các đối tác của mình họ không thích lắm, và họ bây giờ chỉ thích loại bồ câu Titan Thái siêu thịt này thôi. Con của nó rất là to và ăn nó đáng đồng tiền bát gạo á. Chứ còn những loại bồ câu khác là tất cả mọi người là hầu như bây giờ là không có không thích lắm. Thì mình cũng sắp tới chắc chắc khoảng là 1-2 tuần nữa mình sẽ ra một kênh video chuyên về ẩm thực mọi người ạ. Ẩm thực các loại luôn, bồ câu này, rồi các món hải sản này, thì mình sẽ làm chuyên ở trên nó luôn, để có gì ai mà có tâm hồn ăn uống thì có thể theo dõi trên kênh đó ủng hộ mình. Và cái kênh Nông Dân Làm Giàu này thì mình vẫn tiếp tục làm để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nhé. Cái này là kinh nghiệm thực tế của mình luôn, đây là trại của mình luôn anh em ạ. Mọi người có thể đến trại của mình để có gì tham khảo. Đây là trại của mình ở trên Tây Nguyên mọi người nhé. Đây là trại của nhà mình luôn, nên là ai đến đây thì mình hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm cho người nuôi sao cho nó thành công. Đây là một cái chuồng bồ câu quần thể nó nhỏ thôi, còn lát nữa mình sẽ quay ở bên trong cái trại bồ câu to của mình nhé. Nghĩa là nuôi nhốt á, để cho mọi người tiếp tục hình dung thêm. Và trong cái đợt dịch này thì nuôi bồ câu theo mình thấy là không có ảnh hưởng gì đâu mọi người ạ. Mình vẫn tiêu thụ bồ câu hết sức bình thường, và những có những cái đơn hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đặt chim bồ câu ra ràng hàng chục ngàn con mà mình không có để mình giao đấy. Đây, bây giờ là bên trong cái trại bồ câu của mình này, đây là nuôi nhốt mọi người ạ. Đây là hai con chim bồ câu gà Mỹ và bồ câu Thái này.
Ở trại mình thì có một số những cái loại bồ câu, toàn là những loại bồ câu hot, đây là bồ câu thổi kèn mọi người ạ. Bồ thổi kèn là bồ câu nuôi để làm cảnh nhá. Trông nó có hai màu đen trắng rất đẹp. Còn chủ yếu là bên mình nuôi bồ câu phục vụ kinh doanh, kinh tế mà. Nên là loại bồ câu Titan Thái siêu thịt vẫn là loại bồ câu mà mình thích nhất, đem lại nguồn thu lợi nhuận cao nhất. Bồ câu Titan Thái siêu thịt này thì có lẽ là mình cũng không nên nhắc lại nhiều, tại vì hầu như anh em đều biết cái giống này nó như thế nào rồi. Nhưng mà bây giờ mình quay trở lại mình nói thêm chút xíu về cái đợt dịch này. Sở dĩ là cái việc nuôi chim bồ câu mình hay nói là nó không chịu ảnh hưởng nhiều lắm bởi trong cái đợt dịch này, tại vì mình hay nói là chia sẻ là có thể như là cái lượng bồ câu tiêu thụ nó ít đi một chút xíu, nhưng mà đây hoàn toàn có thể cái khoảng thời gian mà mọi người có thể nhân giống nó ra. Mọi người có thể nhân giống nó ra này, cũng như là mọi người có thể là nuôi chim bồ câu, tái cơ cấu lại cái hệ thống trại của mình sao cho nó tốt hơn, để khi nào mà dịch nó ổn định một cái á, rồi mình sẽ bung hàng mình bán. Đây mình có thể thấy là chim bồ câu ra ràng này cực to mọi người ạ. Chim này mới được mười mấy ngày thôi mà nó khổng lồ như thế này rồi mà. Đấy, những cái này là mình khi mà mình làm thịt đi là những cái hệ thống nhà hàng họ rất là thích. Và không bao giờ mình sợ là không bán được chim bồ câu. Và mình hay nói là anh em nào mà cần bao đầu ra thì mình luôn sẵn sàng bao đầu ra cho anh em luôn. Anh em chỉ việc nuôi thôi. Còn những anh em nào mà nuôi mà tốt thì mình hoàn toàn thì mình có thể cho anh em làm chi nhánh ở một số những cái khu vực để anh em có thể phục vụ giống ở địa phương đấy cho mọi người. Mình hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người mà, nên mọi người cứ yên tâm. Còn cái chim bồ câu Titan Thái siêu thịt ở trại mình đó là đây là dòng bồ câu siêu chuẩn rồi, không có lai với bất cứ những cái loại chim bồ câu khác. Còn ở những cái đây mình chia sẻ có một số những cái khu vực mà anh em nuôi, anh em để nó lai tùm lum chim này với chim kia thì sau một vài lần lai như vậy thì chim bồ câu nó sẽ rất là nhỏ mọi người nhé, rất là nhỏ nhé. Đấy, ở trại mình thì chuyên bồ câu Titan Thái siêu thịt luôn. Hầu như là anh em đến trại của mình rồi anh em xem rồi anh em có thể thấy là chim bồ câu á, lúc nào ở trong chuồng trong trại cũng có chim bồ câu ra ràng cả, đẻ liên tục luôn. Mà ở trại mình thì sử dụng hệ thống máy ấp trứng á, khi ví dụ như là hết nó đẻ hết một cái là mình sẽ mang ra máy ấp trứng, và sau đó máy ấp trứng nở rồi mình mang ra cho chim bố mẹ nuôi như thế này này. Rồi cứ 25 đến 30 ngày là mình thịt được chim bồ câu ra ràng thôi. Chính vì vậy nhìn trại của mình nó chim bồ câu ra ràng nó rất là liên tục luôn. Chim bồ câu con ở dưới nhưng mà chim bồ câu bố mẹ đã đẻ tiếp tục đẻ ở trên rồi mà. Chứ còn bây giờ anh em có thể thấy là nuôi gà với nuôi heo bây giờ rất là cực và tiêu thụ nó có càng khó khăn. Còn chim bồ câu này thì mình vận chuyển cả nước luôn mà, rất đơn giản. Có thể chim bồ câu ra ràng thì mình có thể đóng thùng mình gửi này. Đây anh em thấy là chim bồ câu ra ràng này là mẹ đang là cho nó ăn sữa sữa diều đấy. Là chim bồ câu ra ràng là khi mà mình làm thịt là nó không có ăn cám anh em nhé. Khi mà nó chưa biết ăn á thì mình làm thịt nó mới ngon. Còn khi mà nó bắt đầu nó mổ cám mổ bắp á thì xương của nó rất là cứng. Nên là khi mà mình nấu lên mình ăn á thì cái xương của nó cứng ấy. Và cái thịt của nó bắt đầu nó có mùi hôi của cám và đồ ăn á, thì nó sẽ không còn ngon nữa. Nên là mọi người cũng rất là thích mua nhập chim bồ câu ra ràng ở trại mình để tại vì chim ở trại mình là cứ chuẩn theo ngày là mình làm thịt thôi. Và mình cũng có thêm lập thêm những cái website cũng như là fanpage chim bồ câu ra ràng siêu sạch các thứ đấy, thì mình có thể cung cấp cho từ bán sỉ đến bán lẻ cho mọi người luôn. Ai có nhu cầu thì hoàn toàn có thể đến hệ thống trại của mình để có những cặp bồ câu. Rồi video hôm nay của mình cũng xin tạm dừng ở đây. Rồi tạm biệt mọi người ở những video tiếp theo nha.